Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay trên thế giới, ung thư đang là vấn đề lớn ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng triệu người mỗi năm. Ung thư có hàng chục nguyên nhân khác nhau, từ tia phóng xạ đến virus. Tuy nhiên, cơ chế chung của ung thư là các tế bào bình thường trong cơ thể hoặc cơ quan bắt đầu phân chia vô tội vạ, tạo thành khối u. Các khối u có thể lành tính không ung thư hoặc ác tính ung thư. Các khối u ung thư sau đó có thể di căn. Điều đó có nghĩa là các tế bào ung thư bong ra và trôi dạt và phát triển. Một số loại thực phẩm đã được chứng minh về những đặc tính chống ung thư. Một số phát huy tác dụng trước khi ung thư bắt đầu, một số khác có thể giúp cho bạn chống lại ung thư khi nó bắt đầu. Tất nhiên, bạn cũng không thể điều trị ung thư chỉ bằng thực phẩm. Những loại thực phẩm sau đây đã được khoa học chứng minh là có khả năng bảo vệ cho các tế bào khỏe mạnh và chống lại các tế bào ác tính. Theo các nhà nghiên cứu cho rằng, 30-40% các loại ung thư có thể được ngăn ngừa bằng một lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống khoa học với các thực phẩm phòng chống ung thư. Trong chuyên mục của Sống Khỏe Mỗi Ngày hôm nay, sẽ giới thiệu tới các bạn 9 loại thực phẩm có thể giúp bạn trong cuộc chiến chống ung thư. 1. Các loại rau, họ cải, súp lơ xanh. Các loại rau họ cải, cải bắp, mầm cải, cải củ có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng giàu vitamin C, E, B9 và K, carotenoid và khoáng chất. Chúng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đặc biệt súp lơ xanh có chứa sulforaphan. Hợp chất này đã thấy có tiềm năng lớn trong các phòng thí nghiệm trong việc giảm kích thước của các tế bào ung thư vú và tuyến tiền liệt, có liên quan đến việc làm giảm ung thư đại trực tràng và đại tràng. Ăn sống hoặc hấp đều có lợi tối đa. 2. Đậu đỗ. Đậu đỗ là nguồn dinh dưỡng và chất xơ tuyệt vời. Chất xơ có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Bắt đầu là đậu khô, ngâm ít nhất 5 giờ và nấu. Đậu đỗ rất tốt cho tim mạch, có thể chống trầm cảm, hạ huyết áp và giúp giảm cân. Với tất cả những lợi ích của đậu đỗ, nó đáng để bạn thêm một ít vào chế độ ăn mỗi ngày. 3. Cà rốt. Một củ cà rốt một ngày còn có thể đánh bại một quả táo mỗi ngày trong việc ngăn ngừa những nguy cơ cho sức khỏe. Chúng tốt cho mắt và cà rốt có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư dạ dày, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và bệnh bạch cầu. Cà rốt giàu carotin, chất chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do, các phân tử liên quan đến ung thư và lão hóa. Cà rốt là một loại rau rất tốt trong cuộc chiến chống bệnh tim và tiểu đường, tăng cường hệ thống miễn dịch. 4. Quả mọng. Các loại quả mọng, đặc biệt là việt quất và dâu tây, là nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời. Cho dù là ăn tươi, đông lạnh, sấy khô đông lạnh hay ở dạng chất chiết, quả mọng cũng là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Kết quả đã được chứng minh trong ung thư đại trực tràng, ung thư miệng, ung thư thực quản và thậm chí là trong việc làm giảm các chỉ số báo ung thư trong cơ thể. Chúng cũng rất tốt cho việc chống trầm cảm, giảm cholesterol và huyết áp và lại có hương vị rất tuyệt vời. Chỉ cần không ngâm chúng trong kem và đường thì đều có lợi cho sức khỏe tối đa. 5. Một số gia vị. Nhiều loại thảo dược đã được sử dụng từ lâu để làm gia vị. Khoa học cuối cùng cũng đã chứng minh rằng tỏi, quế và nghệ là những chiến binh chống ung thư. Tỏi chứa alikin đã được chứng minh là tiêu diệt các tế bào ung thư trong ống nghiệm. Người ăn nhiều tỏi ít bị ung thư dạ dày và khối u đại trực tràng hơn. Hãy nghiền nát và ăn một tép tỏi mỗi ngày hoặc thêm vào thức ăn khi nấu. Quế là một chất chống viêm có thể làm giảm nguy cơ ung thư đầu cổ và giảm kích thước khối u. Nghệ, một thảo dược có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, đã tỏ ra có nhiều triển vọng trong việc chống lại ung thư đại tràng, phổi, vú, tuyến tiền liệt, đầu và cổ. 6. Axit béo omega 3. Axit béo omega 3 là một loại dầu ăn thần kỳ tốt cho tất cả mọi thứ như giảm huyết áp, chống trầm cảm, tăng sinh lực, cải thiện thị lực. Omega 3 cũng có đặc tính chống ung thư. Omega 3 được tìm thấy trong cá béo như cá hồi, hạt lanh, một số loại dầu như ô liu và trứng giàu omega 3 cùng với nhiều nguồn khác. Omega 3 có liên quan với việc giảm ung thư đường tiêu hóa, ung thư đại trực tràng, tuyến tiền liệt, ung thư vú, giảm các chỉ báo ung thư và giảm kích thước khối u. Hãy nấu với dầu ô liu, rắc hạt lanh vào thức ăn và đừng rán cá. 7. Cà chua. Cà chua chứa đầy carotenoid hay còn gọi là lycopene. Ăn cà chua sống hoặc nấu chín hoặc thậm chí là bột cà chua để bảo vệ chống ung thư tuyến tiền liệt, tuyến tụy, miệng, cổ và phổi. Lycopene ngăn chặn tổn thương tế bào, có thể dẫn đến khối u và có thể hạn chế bệnh di căn, tăng trưởng của khối u. Kết hợp cà chua với súp lơ xanh có vẻ tăng cường được đặc tính chống ung thư của cả hai.
thêm một chút dầu ô liu làm tăng đáng kể hấp thụ lycopene. Ngoài ra, cà chua có thể giúp chống trầm cảm và tăng cường hệ thống miễn dịch. 8. Thịt hữu cơ. Các loại thịt hữu cơ bao gồm thịt bò hoặc gan gà được khuyến cáo trong nhiều chế độ ăn uống chống ung thư vì chúng được coi là một trong những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất và có hàm lượng vitamin B12 rất cao. Những thực phẩm giàu khoáng chất này có thể giúp chống lại tác dụng của rượu, thuốc theo toa, gián đoạn hormone, mức chất béo trung tính cao, kali thấp, béo phì và nhiễm virus. 9. Các sản phẩm sữa nuôi cấy, sữa chua, phô mai. Các sản phẩm từ sữa nuôi cấy là một nguồn giàu vi khuẩn tốt, là vi sinh vật thúc đẩy sự cân bằng vi khuẩn tự nhiên trong hệ vi sinh đường ruột của bạn và giúp tăng khả năng miễn dịch. Hơn 80% hệ thống miễn dịch của bạn được đặt trong ruột của bạn. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các loại thực phẩm probiotic và bổ sung có thể ngăn chặn sự phát triển của khối u và giúp tái tạo tế bào. Quá trình lên men tạo ra men vi sinh, nhưng chế biến nhiệt cao được sử dụng để tiệt trùng sữa có thể làm hỏng nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm các enzyme, protein và men vi sinh. Các loại sữa ngày nay thường có kích thích tố, thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và dư lượng thuốc trừ sâu, nên bạn hãy thật sáng suốt khi lựa chọn sản phẩm an toàn phù hợp. Sữa cũng là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời. Canxi đặc biệt khi kết hợp với dạng vitamin D3 có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư từ 30 đến 60%, đặc biệt là ung thư trực tràng. Một số nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng nó giúp giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư buồng trứng. Vâng, thưa quý vị, Hippocrates, cha đẻ của y học hiện đại đã nói, hãy để thức ăn là thuốc và thuốc là thức ăn. Thực phẩm có thể chống ung thư, một trong hai căn bệnh gây chết người hàng đầu ở Mỹ. Thêm các loại thực phẩm tốt như 9 loại đã được liệt kê ở trên sẽ giúp cho cơ thể của bạn chống lại ung thư và giúp điều trị ung thư. Bạn có thể không hoàn toàn chữa khỏi ung thư bằng thức ăn, nhưng giúp cơ thể khỏe mạnh hơn sẽ chỉ có lợi. Và hãy giảm ăn những thực phẩm xấu như chất béo trans, dầu ăn hydro hóa và hydro hóa một phần, và bất cứ thứ gì nhân tạo. Sau đây chúng tôi sẽ chỉ ra cho các bạn những nguyên nhân và một số thực phẩm gây hại mà bạn nên tránh. Hãy nói không với ung thư và đồng hành cùng với Sống Khỏe Mỗi Ngày ngay bây giờ. Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về nguyên nhân của ung thư. Có nhiều nguyên nhân gây ra ung thư. Các nhà khoa học đã chỉ ra 5-10% ung thư là do di truyền, còn 90-95% gây ra bởi yếu tố môi trường. Thực phẩm bẩn. Thực phẩm bẩn được coi là nguyên nhân gây ra ung thư dạ dày, thực quản, ung thư gan, ung thư vòm họng và ung thư đại trực tràng. Đây là những loại thực phẩm có xuất xứ không rõ ràng, sử dụng phẩm màu hóa học, chất kích thích, tăng trọng. Việc sử dụng những loại thực phẩm này trong thời gian dài sẽ làm giảm sức khỏe và ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Chế độ dinh dưỡng không lành mạnh. Tiêu thụ quá nhiều mỡ động vật, thịt đỏ như thịt bò, lợn và cừu, ít chất xơ sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Thực phẩm chứa nhiều muối nitrat, nitrit và nitrosamin có trong thịt sông khói, dưa muối cũng không tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyến cáo bạn nên sử dụng rau củ muối càng sớm càng tốt. Vì thời gian bảo quản càng lâu, lượng nitrat tăng lên, chuyển hóa thành nitrit, trở thành nguyên nhân gây ra ung thư. Ít vận động cũng là một nguyên nhân của bệnh. Cơ thể không được tập luyện thường xuyên kết hợp với việc ăn uống không lành mạnh, dễ dẫn đến béo phì. Lúc này nồng độ estrogen tiết ra cao hơn bình thường, dễ kích hoạt ung thư và nhất là ung thư vú xảy ra ở nam và nữ. Ô nhiễm môi trường. Theo WHO, mỗi năm có khoảng 12,6 triệu người trên thế giới tử vong vì ô nhiễm môi trường. Chúng ta đang bị bủa vây bởi những chất độc tồn dư trong đất, thuốc trừ sâu hay là phân hóa học, tích tụ vào thực phẩm, chất thải chưa qua xử lý, chất độc hóa học thời chiến, đều là những nguy cơ đem đến bệnh tật. Bức xạ gồm tia X, tia gamma, tia cực tím gây ung thư tuyến giáp và tủy xương, khí thải động cơ và các lò đốt công nghiệp, bụi trì từ khói xe hay là bụi xi măng cũng là nguyên nhân gây ra ung thư phổi. Yếu tố di truyền. Bạn không nên quá lo lắng vì yếu tố di truyền chỉ chiếm một phần nhỏ trong các nguyên nhân gây ra ung thư. Những tổn thương có ở trong gen có thể di truyền, nhưng không phải ai có quan hệ huyết thống thì đều mắc bệnh, bởi tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 50%. Vậy nên nếu bạn mang gen ung thư thì chưa chắc sẽ bị ung thư. Tuy nhiên, người lớn tuổi rất dễ bị mắc bệnh ung thư. Tuổi càng cao thì khả năng xuất hiện sai sót trong quá trình phân bào càng lớn, dẫn đến tích lũy các tế bào xấu ngày càng nhiều. Một nguyên nhân khác, chính vào độ tuổi 40-60, khả năng miễn dịch trở nên suy yếu, nên người lớn tuổi dễ dàng mắc phải nhiều bệnh khác trong đó có ung thư. Các bệnh ung thư có tính di truyền cao là ung thư ruột, ung thư vú, ung thư thận, ung thư tuyến tụy và ung thư tiền liệt. Thuốc lá. Hút thuốc không chỉ trực tiếp phá hủy phổi mà còn làm nguy cơ mắc 13 bệnh ung thư như thanh quản, thực quản hay là gan.
thời gian hút thuốc càng dài, số lượng tiêu thụ càng nhiều thì khả năng mắc bệnh càng cao. Ngoài ra, hút thuốc lá thụ động còn ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ em. Sau đây là một số thực phẩm gây ung thư mà bạn vẫn có thói quen sử dụng hàng ngày. Khoai tây chiên. Đây không chỉ là một món ăn chứa nhiều chất béo và natri, khoai tây chiên còn chứa nhiều hương vị nhân tạo, chất tạo màu mà cơ thể của bạn sẽ không thể nhận dạng được. Việc khoai tây chiên ở nhiệt độ cao để tạo nên độ giòn cũng tạo ra acrylamide, một chất gây ung thư được công nhận có trong thuốc lá. Thực phẩm biến đổi gen. Các loại thực phẩm biến đổi gen được phát triển trong phòng thí nghiệm, giúp chúng có khả năng chống chọi tốt với sâu bệnh và đạt kích cỡ như ý. Một nghiên cứu gần đây với chuột cho thấy, sử dụng thực phẩm biến đổi khiến các tế bào ung thư tăng trưởng. Thực phẩm đóng hộp. Vấn đề không nằm ở thực phẩm được đóng hộp mà nằm ở các hộp nhôm lưu trữ chúng, thường được lót hợp chất bisphenol A là viết tắt của BPA gây bệnh ung thư. Cà chua và các thực phẩm có tính axit cao sẽ gây nguy hiểm hơn khi ăn ngoài hộp vì chúng đưa trực tiếp BPA vào cơ thể. Lời khuyên là bạn hãy sử dụng các sản phẩm tươi hoặc đông lạnh hoặc đồ hộp được dán nhãn không BPA. Các loại thịt. Thịt chế biến, thịt hun khói và thịt đỏ. Danh sách này bao gồm các loại bít tết, hamburger, xúc xích, thịt xông khói. Mỗi loại thịt đều có tác hại riêng nếu bạn ăn chúng thường xuyên, ví dụ như thịt chế biến sẵn có chứa chất bảo quản natri nitrat, giúp thịt luôn tươi nhưng có thể sẽ gây ung thư. Thịt hun khói cũng rất nguy hiểm, sẽ gây ung thư dạ dày cho chúng ta. Còn đối với thịt đỏ, một nghiên cứu chứng minh rằng nếu bạn ăn mỗi ngày sẽ có nguy cơ ung thư cao hơn 22% so với người bình thường. Sau đây là một số lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng. Ăn ít nhưng đủ dinh dưỡng, giàu năng lượng và chất đạm, bổ sung thêm các sản phẩm giàu dinh dưỡng như sữa dinh dưỡng. Kiểm soát được lượng thức ăn mà người bệnh ăn vào. Nên uống nước trước và sau bữa ăn 30 phút, tránh uống nước trong khi ăn vì điều này có thể làm giảm sự ngon miệng. Không nên ăn uống đồ có đường, nước ngọt hoặc là thức ăn nhiều chất béo. Có thể uống một ly rượu nhỏ hoặc 1/2 cốc bia trước mỗi bữa ăn 30 phút để kích thích ngon miệng. Thường xuyên thay đổi cách chế biến và màu sắc của thức ăn. Tránh ngửi mùi thức ăn khi đang chế biến. Giữ vệ sinh răng miệng, không sử dụng dung dịch làm sạch miệng, không đánh hay là cạo lưỡi. Cần động viên người bệnh ăn uống tốt, xem việc ăn uống là thưởng thức hơn là vật lộn với thức ăn. Ăn bất cứ khi nào người bệnh có nhu cầu nhưng phải đảm bảo đủ lượng và chất dinh dưỡng. Luôn để người bệnh nhìn thấy thức ăn xung quanh mình để kích thích cảm giác thèm ăn. Vâng thưa quý vị, ung thư luôn là nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Nó cướp đi biết bao sinh mạng. Nhiều người phải chịu những cơn đau dày xé ở xương tủy bởi những lần điều trị hóa liệu. Chắc hẳn chúng ta chưa hề quên hình ảnh của cậu bé Cos Wilson 3 tuổi sống tại Mỹ gào khóc trong vòng tay của mẹ, được ghi lại qua ống kính của nữ nhiếp gia ảnh Serena Wick. Khi nhìn những bức ảnh đó, chúng tôi không thể cầm lòng được. Thế nên, các bạn hãy luôn bảo vệ sức khỏe cho chính mình trước khi quá muộn. Đừng mắc phải những sai lầm ở trên, để rồi bạn phải hứng chịu những nỗi ám ảnh, những nỗi đau mà chính bạn không ngờ tới. Sau video ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng phần nào giúp ích được cho các bạn ngăn ngừa bệnh ung thư bởi 9 loại thực phẩm vàng trên. Chỉ cần bạn không mắc phải những sai lầm mà chúng tôi đã nêu trên, thì bạn cứ an tâm cho một sức khỏe tốt, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày.